Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đề tài của chúng ta trong ngày hôm nay là sự cay đắng và những cái kết đắng. Hãy cùng tôi mở Kinh Thánh ở trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 31 và 32. Mọi người hãy thật sự lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, và hãy để cho lời Chúa thấm vào trong tấm lòng của mình. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lãng mạn cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ xem tại sao điều đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Ê-phê-sô phải loại bỏ lại là những sự cay đắng. Chúng ta thấy một danh sách những điều mà vị sứ đồ này liệt kê ra: sự cay đắng này, phẫn nộ này, tức giận này, la lối này, lăng mạ. Rồi sau đó ông nói cùng mọi điều hiểm độc, tức là nhiều điều lắm, và ông không thể liệt kê ra hết được, cho nên ông bắt buộc phải nói tóm ở trong cái cụm từ cuối cùng là cùng mọi điều hiểm độc. Nhân đây thì tôi muốn giải thích cái cụm từ mọi điều hiểm độc đó để anh chị em hiểu. Ở trong các bản Kinh Thánh tiếng Anh thì cái cụm từ mọi điều hiểm độc đó chính là từ malice. Malice có nghĩa là gì? Ở trong sự giải thích của từ điển Cambridge, là một trong những quyển từ điển nổi tiếng và uy tín nhất thế giới, thì từ malice được định nghĩa như thế này: the wish to harm or upset other people. Có nghĩa là gì? Cái ước muốn làm hại hoặc là khiến ai đó phải buồn bực. Chúng ta nghe lại, cái cụm từ mọi điều hiểm độc đó chính là từ malice ở trong tiếng Anh. Và từ malice đó được định nghĩa là ước muốn làm hại hoặc khiến ai đó buồn bực hay là buồn lòng, khiến những người khác phải buồn bực hay là buồn lòng. Anh chị em cần phải được giải thích rõ ràng như thế để anh chị em hiểu hơn lời của Chúa, và từ đó chúng ta sẽ ứng dụng đúng hơn nha. Như vậy thì chúng ta trở lại với câu 31 của thư Ê-phê-sô chương 4. Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lãng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Một danh sách dài, và nếu như ông không nói một cách tóm gọn ở cái cụm từ cuối cùng thì tôi e rằng danh sách đó nó giống như một cái danh sách dài bất tận. Nhưng mà trong cái danh sách dài bất tận đó, sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến những sự cay đắng đầu tiên hết. Ông nói rằng hãy loại bỏ khỏi anh em. Và nếu trong ngày hôm nay thì tôi muốn thêm một từ nữa để chắc rằng tất cả mọi người đều thấy rằng lời Chúa dành cho mình: hãy loại bỏ khỏi anh chị em. Mọi người có đồng ý với tôi không? Có phải Chúa chỉ muốn dành lời này cho mấy ông, hay là Chúa muốn dành cho tất cả mọi người, trong đó có những người nữ nữa? Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng hãy loại bỏ khỏi anh chị em không? Có không anh chị em? Có. Chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để nói như thế. Hãy loại bỏ khỏi anh chị em những sự cay đắng. Điều đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta cần phải loại bỏ, cần phải từ bỏ, cần phải khước từ, đó chính là những sự cay đắng. Đây là một ý cực kỳ quan trọng. Và đó là lý do vì sao ngày hôm nay tôi quyết định lại tiếp tục
nói về sự cay đắng, hay chính xác hơn là tiếp tục nhắc về sự cay đắng, và đề tài của chúng ta là sự cay đắng và những cái kết đắng. Những sự cay đắng, điều đó có nghĩa là những cái hình thức cay đắng khác nhau, cái sự cay đắng mà nó đến trong những tình huống khác nhau của cuộc đời thực tế chúng ta, và những mức độ cay đắng khác nhau. Chúng ta cần phải hiểu cụm từ những sự cay đắng như vậy. Có rất là nhiều tình huống và hoàn cảnh khác nhau đã khiến chúng ta trở nên cay đắng. Và mỗi một con người cay đắng nó có những cái cấp độ, có những cái mức độ cay đắng khác nhau. Có người thì mới bắt đầu cay đắng thôi, hơi cay đắng một chút xíu, và nếu như họ không biết cách xử lý theo sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời thì cái chút xíu cay đắng đó nó sẽ trở thành cay đắng nhiều hơn. Và nếu như họ không chịu xử lý ở cái mức độ cay đắng nhiều hơn thì nó sẽ đi đến chỗ là cay đắng nhiều hơn nữa. Và nếu như họ vẫn không chịu xử lý ở cấp độ cay đắng nhiều hơn nữa thì đến một ngày nào đó nó sẽ đi đến mức độ mà tôi gọi là sự cay đắng cực độ, và nó sẽ bắt đầu chuyển qua sự căm ghét. Và tương tự như vậy, sự căm ghét gia tăng mức độ cho đến một ngày mà tôi sẽ gọi nó là sự hận thù. Và tất cả những điều đó tất nhiên đều rất tệ hại cho đời sống của chúng ta. Tôi chưa từng gặp một con người cay đắng nào, dù là ở mức độ thấp nhất, mà họ có một đời sống sung mãn. Tôi chưa từng gặp một con người cay đắng nào, dù ở mức độ thấp nhất, mà họ có sự bình an trong lòng. Tôi chưa từng gặp. Tôi không biết anh chị em đã từng gặp chưa, nhưng tôi thú thật là tôi chưa từng gặp. Thay vào đó thì tôi thấy những con người bất an, tôi thấy những con người bệnh tật, tôi thấy những con người mặt mày rối sầm lại, tôi thấy những con người mất đi sức sống, những người mà cay đắng, thậm chí rất cay đắng. Họ giống như là những nạn nhân của những mụ phù thủy hay là những con yêu quái trong các phim mà chúng ta đã từng xem. Bọn phù thủy, bọn yêu quái đó đã làm một cái điều độc ác trong cái quyền năng đen của họ, và chúng ta thấy một người đang khỏe mạnh, đang tươi tỉnh, có vẻ đang rất là tốt đẹp, thậm chí có vẻ tràn đầy nhựa sống. Nhưng khi mà bàn tay gian ác của bọn phù thủy và bọn yêu quái đó chạm vào thì chúng ta thấy rằng họ bắt đầu tự nhiên khô héo, và da thịt của họ bắt đầu nhúc nhó lại, nhăn nheo một cách rất là khủng khiếp, và cuối cùng họ chỉ còn lại da bọc xương thôi. Và chúng ta có thể tưởng tượng rằng tất cả những cái sinh khí, sinh lực, những cái gì đó mang sự sống ở trong họ đã bị rút đi hết, và tất cả những gì còn lại chỉ là sự héo hon, héo hắt và chết chóc. Đó là những gì chúng ta đã từng thấy trong những phim ảnh mà chúng ta đã từng được xem trước đây. Nhưng tôi hỏi anh chị một câu, ở trong thế giới linh nó có xảy ra tương tự như vậy về mặt bản chất không? Có, hoàn toàn tương tự với nhau thôi. Khi chúng ta cay đắng, chúng ta sẽ trở thành giống như các nạn nhân mà chúng ta đã thấy trên phim ảnh, về mặt thuộc linh và kể cả về mặt thân thể. Đến một lúc nào đó mọi người sẽ thấy mặt mũi con người đã tối sầm lại, họ sẽ càng ngày càng ốm o gầy mòn vì bệnh tật, vì những thứ cụ thể như là không ăn được, không ngủ được, vân vân. Và cứ thế tình hình sẽ tiếp tục tồi tệ nếu như không có một sự dừng lại đúng lúc và vâng lời Đức Chúa Trời, làm theo sự hướng dẫn của Ngài để có thể thoát ra khỏi điều đó. Thưa anh chị em, tôi thấy mình có trách nhiệm phải nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần ở trong chức vụ của mình, và nó không bao giờ là dư thừa. Tôi đã nhiều lần bị ném đá vì việc này. Thậm chí có một lần ở trong một hội thánh nào, một trong những người lãnh đạo của hội thánh đó đã nói thẳng vào mặt của tôi với ý chê trách, và nói rằng
Tại sao mục sư cứ thường xuyên nhắc đi nhắc lại về cái chuyện cay đắng vậy? Tôi sẽ không cần phải nhắc đi nhắc lại điều này nếu như hầu hết mọi người đang làm tốt, đúng vậy không anh chị em? Đúng vậy không? Sở dĩ tôi nhắc đi nhắc lại là vì tôi thấy hầu hết mọi người đang không làm tốt. Và chúng ta đừng có nên hành động giống như những con người thích thành tích và chạy theo thành tích. Chúng ta cứ thích chạy theo thành tích. Đôi khi chúng tôi, những người mục sư, rất dễ bị cám dỗ về điều này. Cứ thích ngày hôm nay mình phải giảng cái gì đó thật là mới, thật là lạ, cho mọi người quá wow, cái này chưa bao giờ nghe. Hầu như chúng tôi rất dễ bị cám dỗ bởi điều đó. Nhưng nếu chúng tôi có đủ sự vấn phục đối với Chúa Trời thì chúng tôi sẽ phải từ bỏ cái ý định đó. Thay vì chạy theo thành tích, thay vì cố làm một cái gì đó, nói một cái gì đó có vẻ mới lạ cho mọi người cảm thấy vui, mọi người sẽ tập trung nhiều hơn, cảm thấy đề tài của mình hấp dẫn hơn. Thay vì làm như vậy thì chúng tôi biết rằng cái Chúa Trời mong muốn chúng tôi rao giảng, dạy dỗ những điều có trong sự cưu mang ở trong tấm lòng của Ngài, là những điều mà Ngài thấy rằng dân sự của Ngài cần phải thật sự chỉnh sửa lại để đảm bảo rằng dân sự của Chúa được tự do và trở thành những con người đứng một cách vững vàng, những con người có sức mạnh, có năng quyền của Chúa để đánh bại ma quỷ, để làm vinh hiển danh Chúa và để được Chúa sử dụng như những công cụ sắc bén trong tay của Ngài để cứu rất nhiều con người hư mất ở nơi kia. Tôi biết rằng một trong những điều đau lòng nhất của Đức Chúa Trời, của Cha Thiên Thượng, đó là sự không tôn trọng lời của Ngài. Đó thậm chí là sự coi thường lời của Ngài, và thậm chí là sự chối bỏ lời của Ngài. Tôi muốn nhắc anh chị em một điều: không tôn trọng lời Chúa có nghĩa là không tôn trọng chính Chúa. Coi thường lời Chúa có nghĩa là coi thường chính Chúa, đúng vậy không? Và chối bỏ lời Chúa không gì khác hơn chính là chối bỏ chính Chúa. Tôi đã đúng hay sai? Ước ao rằng những lời này sẽ thật sự nhắc nhở và cảnh tỉnh chính mình tôi và anh chị em, để chúng ta sẽ không tiếp tục trở thành những người coi thường lời của Chúa. Chúng ta sẽ không tiếp tục trở thành những người chối bỏ lời của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta coi thường lời của Chúa, nếu chúng ta chối bỏ lời của Chúa, thì đó có nghĩa là chúng ta đang coi thường chính Ngài và chối bỏ chính Ngài. Và nếu chúng ta coi thường, chúng ta chối bỏ chính Chúa, thì chúng ta không có quyền mong đợi rằng một ngày nào đó chúng ta bước vào thiên đàng. Phải vậy không? Phải vậy không anh chị? Đó là một logic đúng. Tôi mong từng lời của Chúa, trong sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, trong sự vận hành, trong sự soi sáng của Chúa Thánh Linh, sẽ xuyên thấu vào trong tấm lòng của anh chị, làm vỡ nát tất cả những đồ lũy cứng cỏi kiêu ngạo nào đó ở trong anh chị em và tôi, và đồng thời giúp chúng ta dọn dẹp tấm lòng của mình, đời sống của mình, và giúp chúng ta bắt đầu xây dựng những đồn lũy tốt lành của Đức Chúa Trời ở trong chính tấm lòng của chúng ta. Bởi vì từ nơi tấm lòng của chúng ta mà dẫn đến những kết quả khác nhau, tốt hoặc xấu, đều xuất phát từ nơi tấm lòng của chúng ta, đúng không anh chị em? Thiện hoặc ác đều xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Thăng lên hay hạ xuống đều xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào trong cái tấm lòng của chúng ta để mà Ngài có sự phân định, để mà Ngài có sự phán xét, để mà Ngài quyết định xem nên thưởng hay nên phạt. Đúng vậy không anh chị em? Anh chị em muốn được thưởng hay muốn bị phạt? Tôi hỏi như thừa đúng không?
Anh chị muốn sống tốt hay sống xấu? Tốt. Tôi lại hỏi như thường. Cảm ơn Chúa vì anh chị em nói ra từ môi miệng của mình rằng anh chị em muốn được thưởng, muốn sống tốt. Và hãy cứ tiếp tục tập suy nghĩ những điều đúng đắn như thế và nói ra những điều đúng đắn như thế một cách nghiêm túc trong đức tin của mình, thì cuộc đời của anh chị em nhất định sẽ chuyển biến một cách tích cực. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em biết 7 lý do căn bản tại sao sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến những sự cay đắng đầu tiên trong một cái danh sách mà nếu liệt kê ra đủ thì nó sẽ là dài gần như vô tận. Hãy loại bỏ khỏi anh chị em những sự cay đắng. Lý do tại sao những sự cay đắng là điều đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong danh sách rất dài này. Lý do thứ nhất, vì ông biết rõ rằng sự cay đắng có thể khiến chúng ta trở nên ô uế và bất khiết. Hãy cùng với tôi mở thư Hebrew chương 12 câu 14 và câu 15. Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chẳng. Ở đây sứ đồ Phao-lô có nói đến rễ đắng. À, chắc chắn cái sự cay đắng mà được nói đến ở đây không phải là một sự cay đắng chỉ mới bắt đầu, không phải là một sự cay đắng chút xíu sơ, không. Thì tôi tin rằng đây là một sự cay đắng mà nó có tuổi thọ hơi dài, hơi lâu đấy, và nó càng ngày càng gia tăng đến mức độ nó trở thành như một cái rễ, và sứ đồ Phao-lô đã gọi nó là rễ đắng. Một cái rễ thì nó làm gì? Anh chị đã từng trồng cây chứ, đã từng quan sát những bộ rễ chứ. Rễ thì như thế nào? Theo một cái gì đó rất là tự nhiên thì chúng ta thấy rằng những cái rễ cây luôn cố để làm sao để đâm sâu, để bám chặt vào lòng đất, phải không? Và cố gắng để lan tỏa càng nhiều càng tốt, dù chỉ là rễ của một cái loại cỏ thôi hay là rễ của một cây đại thụ, thì tất cả đều có khuynh hướng bám chặt hơn, cố gắng để phát triển nhanh hơn và mạnh hơn, đúng không anh chị em? Nếu nó không có điều kiện để phát triển thì nó sẽ khó có thể bám chặt và bám sâu, nó khó có thể lan tỏa, đúng không? Nhưng nếu chúng ta tưới nó và thậm chí chúng ta bón phân cho nó, cô sư là người bán cây cảnh chắc cô sư sẽ hiểu điều này hơn tất cả mọi người, phải không? Và nếu bón phân, mà tôi biết rằng có những cái loại mà gọi là kích rễ gì đó, phải không? À, một cái loại phân hóa học nào đó mà người ta dùng với cái mục đích là để kích cái sự phát triển của cái bộ rễ. Như vậy thì khi mà chúng ta cho nó cái điều kiện thuận lợi tối đa thì nó sẽ phát triển trong thời gian nhanh chóng nhất, phát triển mạnh nhất. Một thời gian sau chúng ta sẽ thấy dù nó là cái gì đi nữa, nó sẽ có cái bộ rễ mạnh mẽ nhất mà nó có thể có. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến cái rễ đắng. Và ở đây ông đã nói như thế nào? Hãy cẩn trọng kẻo ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em. Gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em. Cái cụm từ gây rối ở đây trong các bản kinh thánh tiếng Anh là làm sản sinh ra những rắc rối, tạo ra những rắc rối, những vấn đề, những cái gây khó khăn cho đời sống của chúng ta. Anh chị em có muốn mình phải đối diện với những cái rắc rối theo kiểu này không? Anh chị em có muốn mình trở nên ô uế vì rễ đắng đâm ra không? Vậy thì chúng ta phải thật sự tuyên chiến với sự cay đắng.
tuyên chiến với những cái rễ đắng và nhất quyết phải loại bỏ cho bằng được, ra khỏi cuộc đời của chúng ta, ra khỏi từng suy nghĩ ở trong trí của chúng ta, ra khỏi từng tư tưởng trong tấm lòng của chúng ta, ra khỏi từng cảm xúc của chúng ta. Amen con chị em. Amen. Sự cay đắng có thể khiến chúng ta trở nên ô uế và bất khiết. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thánh khiết hay bất khiết? Là đấng thánh khiết. Như vậy, mong muốn của Ngài đối với cuộc đời chúng ta là bất khiết hay thánh khiết? Là thánh khiết. Nếu chúng ta bất khiết, chúng ta có thể được tự do tương giao với Đức Chúa Trời không? Không. Không. Có một sự ngăn trở. Đó là lý do vì sao tôi đã nhìn thấy những con người nào khi có sự cay đắng ở trong lòng thì họ rất khó cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tùy theo mức độ khác nhau, có những người cay đắng ít thì họ cũng có thể cầu nguyện được một chút, nhưng mà sự cầu nguyện của họ khô khan, đúng không? Một sự cầu nguyện giống như bị chết yểu vậy đó, nói chút xíu và nó chết yểu và không biết mình nói cái gì nữa. Và nếu như sự cay đắng đó là trầm trọng thì cho đến một lúc thậm chí họ không thể mở miệng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và cho đến một lúc họ chán ghét cái sự cầu nguyện đó. Và nếu cứ tiếp tục diễn tiến theo cách đó thì cuộc đời đó chắc chắn sẽ bị tàn lụi mà thôi. Chúng ta đừng để con người của mình trở thành ô uế và bất khiết, hãy hướng tới sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời. Amen con chị. Tại sao chúng ta muốn hướng tới sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời? Thứ nhất, đó là mong muốn của Cha Thiên Thượng. Amen không? Và chúng ta những đứa con của Chúa, những đứa con thật sự có ý thức thì luôn muốn làm đẹp lòng Cha Thiên Thượng. Và đồng thời chúng ta ý thức rằng khi chúng ta hướng đến sự công chính và thánh khiết thì chúng ta sẽ nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Chúng ta được tự do trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Không ai trong chúng ta là công chính thánh khiết hoàn toàn. Đức Chúa Trời sẽ không phán xét chúng ta về điều đó. Ngài sẽ không phán xét tôi vì có một chút gì đó bất khiết còn lại trong tôi. Ngài sẽ không phán xét tôi vì có một chút gì đó bất chính còn lại trong tôi. Ngài phán xét là phán xét ở cái động cơ của tôi. Bởi vì nếu mà Ngài phán xét về một chút gì đó nó không hoàn hảo còn lại trong chúng ta thì không ai trong chúng ta có thể vào thiên đàng được. Và tất cả chúng ta đều sẽ bị ném vào trong hỏa ngục mà thôi. Đúng không chị em? Điều mà Đức Chúa Trời phán xét là động cơ và mục đích của chúng ta. Nếu Ngài nhìn vào tôi, một con người bất toàn, một con người mà trong cái ánh mắt tuyệt đối thánh khiết và công chính của Ngài, thì tôi vẫn còn một chút gì đó bất khiết, vẫn còn một chút gì đó bất chính. Nếu Ngài nhìn vào tôi trong tình trạng như vậy, nhưng mà Ngài tìm thấy một cái tư tưởng ở trong lòng của tôi rằng: Chúa ơi, con không muốn sống bất khiết. Chúa ơi, con không muốn sống bất chính. Chúa ơi, con hướng về sự công chính 100% chứ không phải là 99%. Chúa ơi, con hướng về sự thánh khiết 100% chứ không phải là 99%. Nếu Ngài tìm được tư tưởng đó trong tấm lòng của chúng ta thì Ngài nhất định không phán xét chúng ta, mà ngược lại, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Ngài sẽ ban sức mạnh và năng quyền cho chúng ta để chúng ta càng ngày càng trở nên thánh khiết hơn và công chính hơn. Amen. Đừng thỏa hiệp là chị em yêu dấu của tôi. Thỏa hiệp là một trong những tội lỗi rất lớn mà rất nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay đã phạm trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là không biết tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chúng ta biết, nhưng mà chúng ta đã chọn để chiều theo tư dục của mình. Chúng ta đã chọn để chiều theo cái tôi của mình. Chúng ta đã chọn để thực thi những cái tiêu chuẩn mà kém hơn tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã chọn để thỏa mãn mong muốn của chính chúng ta hay là mong muốn của một con người nào đó, và chúng ta sẵn sàng chà đạp lên những mong muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thật sự có tội lớn trong mặt này. Nhưng điều đáng tiếc rằng chẳng mấy ai thật sự nhận ra mình có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta rất dễ sững cổ lên, chúng ta rất dễ lông sòng sọc ánh mắt của mình lên để nhìn vào ai đó là người mà Chúa đang sử dụng để đem sự tỉa sửa của Chúa đến cho cuộc đời của chúng ta.
đã có lúc chúng ta học thuộc lòng những lời này, nhưng rồi chúng ta vội quên. Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va, đừng buồn lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt đấy. Thậm chí chúng ta có thể đoạt giải trong những kỳ thi kinh thánh, nhưng điều đáng nói, nhưng nan đề nằm ở chỗ là chúng ta đã không thật sự để cho những lời ấy thẩm thấu vào trong tâm lòng của chúng ta, trở thành những đồ lũy tốt lành vững chắc ở trong chúng ta. Chúng ta đã không thật sự tôn trọng, chúng ta đã không thật sự tin những lời đó, cho nên đời sống chúng ta bị thất bại. Chúng ta không thể vượt qua được những bài test của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể chiến thắng những sự cám dỗ. Chúng ta không thể nào chiến thắng những sự tấn công của ma quỷ nhằm vào chúng ta. Và đó là điều đáng buồn, đó là điều đáng tiếc. Tôi ước gì sẽ có những con người tan vỡ tấm lòng ra khi nghe lời Chúa cảnh tỉnh, nhắc nhở, tỉa sửa chúng ta, thậm chí quở trách chúng ta. Tôi ước gì có những con người sẽ rơi nước mắt khi nghe những lời ấy, thay vì nổi giận với người đã nói những lời đó, thay vì nổi giận với Đức Chúa Trời, thay vì nổi giận với những ai đó đã được Chúa dùng để đem sự giúp đỡ đến cho cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ thật sự tan vỡ tấm lòng ra, đổ nước mắt ra, và thậm chí chúng ta sẽ quỳ mọt xuống và nói rằng: Chúa ơi, con đã phạm tội, cảm ơn Ngài vì Ngài đã nhắc nhở, đã cảnh tỉnh con. Cảm ơn Ngài vì lời quở trách của Ngài qua tôi tới ngày hôm nay, để con có thể chấn chỉnh một cách kịp thời, để con không rơi xuống cái hố sâu của những sự bất hạnh. Con cảm ơn Ngài. Tôi ước gì tất cả chúng ta đều có được thái độ đó, và có thể nói những lời đó một cách chân thành, và chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên rất tốt đẹp. Amen. Muốn chia Amen. Tôi muốn giải thích một chút xíu về cái cụm từ làm ô uế. Cái cụm từ làm ô uế trong bản kinh thánh tiếng Việt này của chúng ta, nó xuất phát từ một động từ ở trong tiếng Anh. Các bản kinh thánh tiếng Anh đã sử dụng từ này, defile. Từ này có nghĩa là gì? Một lần nữa, tôi sẽ trích dẫn từ điển Cambridge, một trong những từ điển uy tín nhất thế giới. Defile có nghĩa là to spoil something or someone so that that thing or person is less beautiful or pure. Tôi sẽ dịch. Defile có nghĩa là làm hư hỏng điều gì đó hoặc là ai đó, và khiến cho điều đó hoặc người đó trở nên kém đẹp đẽ hoặc kém tinh khiết, kém trong sạch. Đó là ý nghĩa của cụm từ làm ô uế. Nó sẽ làm hư hỏng những gì đẹp đẽ, những gì tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã từng ban cho chúng ta. Sức khỏe mà Chúa ban cho chúng ta có phải là một điều tốt đẹp không? Có phải không? Nó sẽ làm hư hỏng những tâm tánh tốt đẹp nào đó mà chúng ta đã từng có. Có phải là những điều tốt đẹp không? Sự cay đắng sẽ làm hư hỏng. Tóm lại, những gì đẹp đẽ, những gì tinh khiết, những gì trong sạch, những gì thật sự có giá trị trong chúng ta sẽ bị làm hư hỏng khi cái rễ đắng nó đâm ra ở trong tấm lòng của chúng ta. Tôi mong rằng tôi và anh chị em sẽ biết kính sợ Chúa, thực thi lời của Chúa, và bằng mọi cách chúng ta phải loại bỏ cho bằng được cái rễ đắng, bộ rễ đắng đó, hoặc là một chút xíu cây đắng nào đó còn lại ở trong lòng hoặc trong trí của chúng ta. Hãy loại bỏ hoàn toàn trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Con chị em, cảm ơn Chúa. Điều thứ hai, cái kết đắng thứ hai, sứ đồ Phaolô biết rõ rằng sự cay đắng có thể khiến chúng ta trở nên bất an. Một con người đang có sự cay đắng trong lòng thì không thể bình an được. Họ sẽ sống trong sự bất an, họ sẽ rất khó ngủ, họ ăn không có ngon. Phải vậy không? Phải vậy không anh chị em? Nếu ai đó đã từng ở trong sự cay đắng thì phải biết rằng điều tôi nói là đúng.
ăn không có ngon. Và tôi hy vọng rằng ở trong tiệc sinh nhật mừng con trai thiên quân của tôi 1 tuổi trong ngày thứ tư sắp tới thì tất cả các anh chị em đều sẽ ăn ngon miệng. Chúng tôi đã sắp đặt để có thể đãi cho anh chị em những món ngon, và chúng tôi mong rằng anh chị em ăn ngon miệng, để có ai ăn mà nuốt không vô nhé, tôi sẽ rất buồn đấy. Và sau khi ăn bữa tiệc đó rồi, thông con vui vẻ với nhau, tôi mong anh chị em trở về nhà của mình, và khi anh chị em đặt lưng xuống, anh chị em có thể ngủ một giấc thật là ngon lành. Như điều mà tôi vẫn thường cầu nguyện và công bố cho con trai thiên quân của tôi, tôi công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng thiên quân sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ thật ngon, ngủ thật ngoan, ngủ thật say, ngủ thật sâu, ngủ thật thẳng giấc, và được khỏe mạnh bình an ở trong Chúa. Amen. Và tôi chúc điều đó cho anh chị. Amen. Hallelujah. Đừng để chúng ta trở thành những con người bất an dù chỉ vì một chút xíu cay đắng. Hãy đảm bảo rằng dù chỉ có một chút xíu thôi, chúng ta hãy nhân danh Chúa Jesus Christ mà loại bỏ nó ra. Bởi vì sự cay đắng không bao giờ là ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Con chị. Cái kết đắng thứ ba mà sứ đồ Phao-lô biết rất rõ, đó là sự cay đắng có thể khiến chúng ta bị ma quỷ áp chế và bị bệnh. Sự cay đắng có thể khiến chúng ta bị ma quỷ áp chế và bị bệnh. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nạn nhân, đó là những con người cay đắng, và họ đã đạt đến một cái mức độ cay đắng nghiêm trọng rồi, một mức độ cay đắng lớn, và họ đã thật sự bị áp chế. Tôi đã từng chứng kiến những người phụ nữ mà bình thường trong họ rất là hiền lành, nhưng trong lúc họ bị áp chế bởi vì cánh cửa cay đắng mở ra đó, thì họ trở nên cực kỳ hung dữ. Và tôi sẽ nói cho anh chị em nghe điều này. Linh cay đắng là một linh bồ bề, và đã có một lúc nó đã phát ra một cái mùi hôi thối như mùi chuột chết ở trong một căn phòng ở tại Đà Nẵng, khi chúng tôi thực hiện một ca giải cứu đối với một người phụ nữ rất cay đắng. Và khi người phụ nữ đó đang trong tình trạng bất hợp tác, thì lúc đó bỗng nhiên chúng tôi nghe ở trong căn phòng nồng nặc một cái mùi chuột chết, và chúng tôi tưởng rằng có một con chuột chết ở đó, và mọi người đổ xô nhau đi tìm kiếm cái xác của con chuột chết, nhưng không ai có thể tìm được. Và đột nhiên Thánh Linh nói với tôi, cái mùi đó không phải là mùi của một con chuột chết, mà đó là mùi phát ra từ linh cay đắng. Và chỉ cần con nhân danh Chúa Jesus đuổi được linh cay đắng ra thì nó sẽ tan biến. Và đúng như vậy thưa anh chị, sau một khoảng thời gian mà chúng tôi làm theo sự hướng dẫn của Chúa để giúp đỡ người phụ nữ này, thì cuối cùng người phụ nữ này đã chịu mở miệng ra để công bố khước từ linh cay đắng, khước từ những cái tư tưởng, những cái cảm giác cay đắng ở trong con người của mình, và đồng thời công bố tha thứ cho những người mà cô ta đã cay đắng. Thì ngay lập tức, tôi nói rằng ngay lập tức, cái mùi giống như mùi chuột chết đó biến mất hoàn toàn. Linh cay đắng đã bị trục xuất, và cái mùi ô uế đó đã tan biến hoàn toàn. Tôi thật cảm ơn Chúa. Vì khi tôi bước đi chức vụ giải cứu chữa lành, tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới linh. Tôi được chứng kiến những điều rất ngoạn mục. Tôi biết được sự nguy hiểm của kẻ thù, và tôi cũng biết được sự tốt lành của Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Tôi ước ao anh chị em cũng có thể kinh nghiệm được những điều mà tôi kinh nghiệm, và những điều lớn hơn được vì sự vinh hiển của Cha trên trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy mở ra ở trong Châm Ngôn chương 17 câu 22. Đó là một câu kinh thánh rất quen thuộc mà tôi đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Châm Ngôn 17 câu 22. Lòng vui mừng là một phương thuốc hay, còn trí não sợ làm xương tốt bị khô héo. Anh chị em sẽ nói với tôi rằng ở trong đây đâu có nói gì về sự cay đắng đâu sức. Tôi nhắc lại cho anh chị em nhớ, tôi đã từng dạy và từng huấn luyện rồi. Chứ trí não sợ này nó bao gồm nhiều cái tư tưởng tiêu cực ở trong chúng ta, và trong đó
có sự cay đắng. Và có thể nói rằng sự cay đắng chính là cái tư tưởng điển hình ở trong cái mà chúng ta gọi là kiến nam sở. Sự cay đắng chính là cái điều điển hình ở trong cái mà chúng ta gọi là kiến nam sở. Kinh Thánh nói rằng lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay. Còn kiến nam sở, chúng ta sẽ nói cái chi tiết ở đây là sự cay đắng làm cho xương cốt chúng ta bị khô héo. Nói đến đây thì tôi nhớ lại lời làm chứng rất là chân thực, rất là tuyệt vời của một nữ tôi tớ Chúa ở trong cái chương trình Thiên An Cầu Nguyện của Tổng hội vào ngày hôm qua, ngày thứ Bảy. Đó là một con người cay đắng. Cô ấy đã rất cay đắng chồng của mình, cay đắng cho đến nỗi cô ấy đã không thể nào thật sự tương giao với Chúa trong suốt 6 tháng trời. Trong khi đó cô ấy chính là người dẫn dắt bầy chiên, là người rao giảng lời của Chúa. Nhưng mà trong suốt 6 tháng liền, cô ấy đã không thể thật sự tương giao với Đức Chúa Trời và cảm thấy thật là khổ khổ. Và rồi thân thể càng ngày càng trở nên yếu đuối bạc nhược, cho đến một lúc mà cô ấy đi đến bệnh viện để các bác sĩ có thể khám, có thể xét nghiệm cho cô ấy. Và cuối cùng cô ấy được biết rằng cô ấy đang có nguy cơ bị ung thư. Và người ta đang làm sinh thiết gì đó để xác định một cách rõ ràng hơn, để coi ung thư đó là ung thư gì và đang ở cái mức độ nào. Cô ấy đã cảm thấy rất là lo lắng và cảm thấy tinh thần trở nên rất là suy sụp khi mà nghe bác sĩ nói như vậy. Và cuối cùng cô ấy chịu hết nổi, cô ấy nói với chồng của mình: bây giờ chúng ta nên mời một tôi tớ Chúa ở trong cương vị lãnh đạo là cấp trên của chúng ta đến để chúng ta trình bày cái vấn đề của vợ chồng chúng ta, và chúng ta mong là Chúa sẽ dùng tôi tớ Chúa đó để giúp giải quyết vấn đề gia đình của chúng ta. Và cảm ơn Chúa là người chồng đã đồng ý. Và cuối cùng nữ tôi tớ Chúa đó đã mời một người lãnh đạo, một người cấp trên của mình, cũng là một nữ tôi tớ Chúa khác. Và Chúa đã dùng người nữ mục sư này để nói những lời rất là thẳng thắn. Thật ra thì người phụ nữ đang có vấn đề này mong muốn rằng người lãnh đạo của mình sẽ nói những cái điều với vực mình nhiều hơn. Nhưng cô ta đã thất vọng. Cô ta nói là thậm chí là cô ta cảm thấy bất mãn, bởi vì người lãnh đạo khi đối diện với hai vợ chồng thì lại nói về cái sai của cô ta nhiều hơn. Và một trong những điều mà người lãnh đạo nói một cách rất thẳng thắn là như thế này: em đã làm mất mặt chồng của mình trước hội thánh, em đã không tôn trọng chồng của mình, và đó là một điều rất sai lầm. Em cần phải thật sự hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và người lãnh đạo đó đã chỉ cho nạn nhân thấy rằng cái tôi của nạn nhân rất là lớn. Nạn nhân này luôn mong muốn rằng chồng của mình phải thay đổi, và cô ta dùng đủ mọi cách theo cái cách của con người để chồng mình thay đổi. Nhưng mà càng làm như thế thì người chồng càng không có thay đổi theo những điều cô ta mong đợi, và cứ thế xảy ra xung đột. Và cứ mỗi một lần xung đột như vậy thì cô ta bị tổn thương nhiều hơn và cay đắng nhiều hơn. Một lần nữa có thể mở ngoặc để nói ở điểm này: sự cay đắng đến từ đâu? Sự cay đắng được hình thành từ những sự tổn thương trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta đã bị tổn thương vì thái độ của ai đó, vì lời nói của ai đó, vì hành động của ai đó. Có thể có những người đã làm sai với chúng ta và chúng ta bị tổn thương, nhưng cũng có thể là có những người không hề làm sai với chúng ta, chỉ đơn giản là vì cái tôi chúng ta quá lớn mà chúng ta tự làm cho mình bị tổn thương. Và nếu chúng ta có thể xử lý ngay từ sự tổn thương thì mọi việc trở nên rất là dễ dàng và nhẹ nhàng. Giả sử có ai đó đã nói một điều gì đó, có thể người đó sai mà cũng có thể là người đó đúng, nhưng chỉ đơn giản là chúng ta nhận ra mình có sự tổn thương và chúng ta chịu mở miệng ra nhân danh Chúa Jesus Christ công bố khứ từ sự tổn thương đó, khứ từ những tư tưởng, những cái cảm giác tổn thương đó, và chúng ta công bố
sự tha thứ hay là sự phục hòa của người đó, thì mọi việc được xử lý một cách rất là nhẹ nhàng, nhanh chóng, và chúng ta sẽ không phải khốn khổ. Nhưng nếu chúng ta không xử lý những sự tổn thương đó mà chúng ta cứ ấp ủ nó, thì chắc tới một ngày nó sẽ trở thành sự cay đắng và sự nghiêm trọng bắt đầu. Tôi trở lại với câu chuyện của nạn nhân nữ đó. Người đó liên tục bị tổn thương vì những cái xung đột giữa hai vợ chồng. Cô ta đã không làm theo cách của Chúa, nhưng mà cô ta làm theo cách của cô ta. Cô ta cứ đòi hỏi người phối ngẫu của mình phải thay đổi, nhưng cô ta không nhận ra những điều ở trong chính cô ta cần phải được thay đổi trước, và đó chính là nan đề. Tôi ước ao anh chị em sẽ trở về nhà và nghe cho kỹ lại cái bài mà tôi đã giảng trong nước mắt. Chính con phải thay đổi trước. Hãy nghe, hãy tìm trên YouTube, hãy tìm trên kênh YouTube Phạm Thiên Ân HTS của tôi, và nghe cho kỹ lại, nghe cho thấu lòng, để chính chúng ta sẽ nhận được những điều ích lợi cho cuộc đời của mình. Người phụ nữ đó đã phạm sai lầm, mặc dù đó là người phục vụ Chúa, đó là một người giảng dạy lời Chúa cho người khác. Và mọi người biết không, trong suốt thời gian đó có nhiều chuyện đã xảy ra trong hội thánh, và cô ta vẫn phải đi thăm viếng người này người nọ, đi thăm viếng, nhưng mà trong một sự miễn cưỡng, vì mình là người trong chức vụ đó thì phải làm chuyện đó. Chẳng thấy sung sướng, chẳng thấy ngọt ngào, chẳng thấy phước hạnh, chẳng thấy ích lợi gì cả, cho nên càng cảm thấy khốn khổ hơn khi mình trong tình trạng như thế này mà phải đi thăm viếng người ta, rồi phải cầu nguyện cho người bệnh, trong khi chính mình đang mang cái căn bệnh, cái mầm mống, cái nguy cơ của căn bệnh ung thư, chính mình đang rất là suy kiệt trong thân thể. Quả thật đó là một tình trạng bi đát, khốn khổ vô cùng. Tôi có thể hiểu được điều đó. Và người nữ lãnh đạo, người cấp trên kia tiếp tục được Chúa Thánh Linh sử dụng để đem lại sự cáo trách ở trong lòng của nữ nạn nhân này. Và cuối cùng, cảm ơn Chúa, người nữ nạn nhân này đã quyết định phải bắt đầu từ mình trước. Và cô ta đã hạ mình ăn năn trước mặt Chúa, ăn năn vì cái tôi quá lớn của mình, ăn năn vì mình đã không thật sự tôn trọng chồng của mình, ăn năn vì mình đã làm mất mặt chồng của mình trước hội thánh, vân vân. Cô ta ăn năn về những cái sai của mình trước, và cô ta đề nghị chồng của mình rằng: anh ơi, bây giờ chúng ta có thể cùng nắm tay nhau và cùng cầu nguyện không? Cảm ơn Chúa, khi cô ta đã ăn năn trước, khi cô ta đã quyết định rằng mình phải thay đổi trước, thì Chúa lại làm phép lạ trên người chồng, và người chồng đồng ý để cùng với vợ mình cầu nguyện, và cái sự nhóm gia đình lễ bái được phục hồi trở lại, và sự thuận hòa thật sự đến. Bầu không khí tốt đẹp đã trở lại với gia đình này, và điều tuyệt vời đã đến. Anh chị biết điều gì không? Người phụ nữ này đi đến bệnh viện xét nghiệm lại, và người ta nói rằng tất cả đều âm tính. Hãy vỗ tay ở anh chưa mình đó. Anh chị em nên vỗ tay lớn hơn vì Chúa xứng đáng đây. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã sử dụng những tôi tớ Chúa thẳng thắn, luôn đi thẳng vào vấn đề để giúp đỡ được cho rất nhiều người. Tôi chân thành hơn anh chị em, hãy từ bỏ sự vòng vo lấy lòng của anh chị em đi. Chúng ta thường hay có khuynh hướng vòng vo lấy lòng, chúng ta bị đinh kiến bởi những sự dạy dỗ sai ở trong những cái môn tâm lý học gì đó ngoài đời kia. Chúng ta thích đi vòng vo, chúng ta thích rào trước đón sau. Nếu anh chị em thật sự đọc lời Chúa, anh chị em sẽ thấy Đức Chúa Trời không rào đón, phải vậy không? Không ai trả lời tôi, chắc tôi nói sai. Đức Chúa Trời không rào đón, Đức Chúa Trời lúc nào cũng nói một cách thẳng thắn, bày tỏ tình yêu thương hoặc là bày tỏ sự không hài lòng hay bất cứ thứ gì. Đức Chúa Trời luôn bày tỏ một cách thẳng thắn, Đức Chúa Trời không vòng vo, không rào đón. Hãy nói với người bên cạnh rằng Đức Chúa Trời không vòng vo, không rào đón. Nói tiếp, vậy thì bạn ơi, đừng có vòng vo, đừng có rào đón nhé. Tôi thật sự không thích giao tiếp với những cái người mà họ lúc nào cũng vòng vo, cái rào trước đó sau. Mình không biết thật sự họ nghĩ gì trong lòng, tôi cảm thấy mệt khi giao tiếp với người đó. Thật sự tôi đang cố tìm cho bằng được những người thẳng thắn để mà kết giao với những người đó và xây dựng một mối quan hệ mật thiết, vì tôi cảm thấy tâm lý của mình nhẹ nhàng thoải mái khi mà mình có mối quan hệ với người đó. Bởi vì nếu mà mình có làm gì sai, họ bày tỏ là họ không hài lòng, mà mình có cơ hội mình sửa nhanh lắm, đúng không?
chứ không có kiểu cười. Cho nên ở ngoài đời ta có câu là cười không phải là bạn, cười chưa phải là bạn, hay là cười chưa chắc đã là bạn. Đúng vậy con anh chị em. Anh chị em có thích mấy cái người cứ cười mà nó bụng toàn dao găm không? Có. Không ai thích cả. Vậy thì đừng có trở thành một người như vậy. Amen con anh chị em. Hãy nói với người bên cạnh đừng có trở thành một người như vậy. Những cái điều mà tiêu cực tồi tệ nó ở trong lòng chúng ta, nó cứ bị ủ hoài vậy. Nó giống như cái kiểu là mấy cái thứ rác mà hôi thối. Anh chị em đã từng làm cá chưa? Anh chị em làm cá, anh chị em lấy cái ruột ra đúng không? Ruột rồi đầu gì đó rồi anh chị em thử, mà anh chị em không chịu quăng đi liền đi. Anh chị em thử đi nha, có một vài lần ở gia đình chúng tôi chưa xử lý liền mà ôi cái mùi cá tắm tưởi nó bám vào ở trong cái căn phòng mà mình đi đâu cũng nghe cái mùi cá. Và chúng tôi rất kinh nghiệm là nếu mà làm cá hoặc là có những cái thứ rác mà nó có cái mùi hôi thối thì phải nhanh chóng xử lý nó, không là cái hậu quả rất nghiêm trọng. Cảm ơn Chúa rất nhiều vì điều mà Chúa đã làm cho người chị em của chúng ta. Và khi mà người chị em chúng ta làm chứng điều đó thì tất cả mọi người rất được khích lệ. Và bản thân của tôi, nước mắt cứ chảy dài. Tôi rất vui mỗi khi tôi thấy ai đó có một thái độ đúng trước mặt tôi. Tôi rất vui khi thấy ai đó bắt đầu áp dụng lời của Đức Chúa Trời và nhận được lợi ích thiết thực cho đời sống của họ. Chuyện của người ta được lợi mà tôi cảm thấy như mình được lợi vậy đó. Mà nước mắt tôi cứ tuôn chảy. Rồi lát nữa tôi đi xuống dưới kia thì cảm ơn Chúa, cái người phụ nữ đó chạy đến và gặp tôi và nói à, có phải là thầy Phạm Thiên Ân không? À, tôi cũng rất ngạc nhiên vì tôi không quen người phụ nữ này. Nhưng mà hóa ra cô ta đã nghe những bài giảng của tôi ở trên mạng. Và tôi nói với cô ta này à, chị ơi, tôi rất là được khích lệ, tôi rất cảm động vì lời chứng của chị lúc này. Cầu xin Chúa ban phước cho chị. Và lát nữa tôi để ý thì tôi thấy hai vợ chồng đi song song với nhau ra về. Và tôi cảm thấy lòng tôi thấy vui vô cùng. Không có chuyện người đi trước, người đi sau. Và hai người cùng đi song song với nhau. Và tôi cảm thấy là có một sự hòa hảo, thuận hòa giữa họ. Và tôi chúc phước cho họ để rồi đời sống hôn nhân của họ càng ngày được hạnh phúc hơn. Cảm ơn Chúa rất nhiều anh chị. Và anh chị hãy lưu ý điều này nha. Để rồi chúng ta sẽ không phải rơi vào trong tình trạng bệnh tật vì sự cay đắng. Hãy đảm bảo loại bỏ khỏi chúng ta dù chỉ một chút xíu cay đắng. Nếu bệnh tật không có cơ hội gì trong đời sống của chúng ta. Amen con chị. Amen, amen. Những người mà không có sự cay đắng sẽ có cơ hội để sống khỏe mạnh hơn những người khác. Và nếu như họ có bị một sự tấn công bất hợp pháp của ma quỷ bằng cách là chúng nó dùng bệnh tật để ném vào trong đời sống của chúng ta thì họ nhất định sẽ chiến thắng bệnh tật đó. Trước hay sau, sớm hay muộn, bệnh tật nhất định phải lìa khỏi họ và họ là những người khỏe mạnh. Amen con chị. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ tư, cái kết đắng thứ tư mà sứ đồ Phaolô biết rất rõ, sự cay đắng có thể khiến chúng ta trở nên xấu xa, độc ác. Phải vậy không? Sự cay đắng có thể khiến chúng ta trở nên xấu xa, độc ác. Anh chị em còn nhớ cái câu chuyện giữa Saul, tức là vua Saul đó, và David không? Có phải sự cay đắng đã khiến cho Saul trở nên rất xấu xa và độc ác không? Đã khiến cho Saul chơi rất xấu đối với David đúng không? Quá xấu, quá hèn, quá tồi tệ. Nó bắt đầu từ sự cay đắng đó anh chị em. Và anh chị em sẽ ngạc nhiên khi biết là nó bắt đầu từ những chuyện cỏn con như thế này. Có những người phụ nữ họ ca hát và họ nói như thế này: Sau lên giết hàng ngàn, còn đã biết giết hàng vạn. Đối với tôi cái chuyện nó cỏn con, nhưng mà tôi không hiểu tại sao đối với nhiều người nó lại nghiêm trọng đến thế. Và có một sự cay đắng, sau đó bị tổn thương vì những cái lời hát đó. Có lẽ anh ta nghĩ rằng mình là vua của cả một nước mà nó lại hạ mình thấp hơn cái thằng David kia. Mình là vua mà nó nói mình là giết có hàng ngàn nè. Có cái thằng David kia nó mới xuất hiện thì người ta lại nói là nó giết cái hàng vạn lận. Hàng vạn là bao nhiêu vậy? 10.000. Một vạn là 10.000 đúng không? Như vậy là 10 lần người ta coi trọng thằng David hơn mình gấp 10 lần. Tổn thương. Tôi hỏi anh chị em này, cái sự tổn thương đó là do lỗi của mấy người hát hay là do lỗi của chính ông ta? Người ta hát thì đúng hay sai? Đúng. Người ta chỉ phản ánh đúng thực tế thôi, đúng không? Một những lời hát quá thẳng thắn, giá như họ có thể hát một cách vòng vo hơn nữa. Chỉ thế ra chút xíu. Hoặc là giả bộ nói búp bê chút xíu. Sao lơ, với David, giết ngang nhau. Hay là cố tình nói hơi sai sai thì thật chứ lấy lòng sếp chứ.
David giết hàng ngàn, còn Saul giết hàng vạn. Nếu mà người ta hát vậy thì ông không bị tổn thương, đúng không? Nhưng mà ta hát đúng sự thật quá. Hát thẳng thắn chi vậy? Cuối cùng Saul bị tổn thương. Ở tổn thương không chịu xử lý, cuối cùng thành cây đắng, đúng không chị? Ở cây đắng bắt đầu không được. Thằng này mà nó còn sống thì ngôi vua của mình không vững chắc, cho nên tìm mọi cách để giết. Mà có giết được không? Không giết được. Mà cuối cùng thì chính ông ta là chết, chết trận, chết thảm ở trên trận mạng. Đức Chúa Trời là đấng công bằng. Amen có chị? Ngài sẽ binh vực người công chính, Ngài sẽ bảo vệ người công chính, Ngài là quan án công chính. Cho nên chúng ta đừng có lo thay cho Đức Chúa Trời, hãy để Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài. Amen có chị? David đã không lo thay cho Đức Chúa Trời, David đã không làm thay công việc của Đức Chúa Trời, David không cần phải trả đũa trả thù gì cả. Nếu mà ông có trả đũa trả thù thì chả ai trách ông cả, thậm chí người ta còn xúi ông làm vậy nữa mà, đúng không? Nhưng ông đã không làm, bởi vì ông biết rằng đó là việc của Đức Chúa Trời. Sự trả thù thuộc về Đức Giê-hô-va. Amen con chị em, hãy nói với người bên cạnh, sự trả thù thuộc về Đức Giê-hô-va. Hãy để cho Đức Chúa Trời thay chúng ta để làm công việc báo thù đối với những kẻ địch thù chúng ta, đối với những kẻ cố tình để gây khó khăn cho cuộc đời của chúng ta. Amen con chị em. Còn chúng ta thì cứ tiếp tục yêu thương và tha thứ đúng như những gì Chúa dạy chúng ta, đừng để sự cay đắng ngự trị trong lòng của chúng ta. Amen con chị em. Một nhân vật thứ hai rất là cay đắng, Absalom. Mọi người biết tên đó không? Absalom là ai? Absalom là một trong những con trai của vua David. Sự cay đắng đã bắt đầu từ khi nào? Có một sự kiện xảy ra. Absalom có một em gái rất đẹp tên là Tamar, và có một người con trai khác cùng cha khác mẹ với Absalom tên là Amnon. Người con trai này đã cùng với một cái người cố vấn xấu xa kia bày ra một âm mưu để cuối cùng hãm hiếp Tamar, là em gái cùng cha khác mẹ với mình, có nghĩa là em gái ruột của Absalom đó. Và sự tổn thương cay đắng đã bắt đầu xuất hiện ở trong lòng của Absalom từ đó. Và Absalom đã lên một kế hoạch để giết chết Amnon. Và cuối cùng anh chàng này có thực hiện được kế hoạch đen tối không? Có. Cuối cùng Amnon chết. Và vì đó là một vụ án mạng, cho nên Absalom phải chạy trốn. Bởi vì nếu mà ở lại thì hoàn toàn có thể bị xử, bởi vì David là người công chính, David là một vị vua công bằng, chắc chắn David sẽ không thể để yên chuyện này được. Absalom chạy trốn, và sau một thời gian nhất định thì cuối cùng được vời trở về. David đã tha thứ, đã bỏ qua chuyện cũ. Nhưng mà David muốn Absalom phải có một cái sự điều chỉnh lại đời sống của mình, phải có một cái sự kiên trì học tập ở trong đời sống để đạt được những cái điều tốt lành, những cái phẩm hạnh tốt lành. Cho nên trong một thời gian nhất định, khi mà đã vời Absalom về, thì David đã tạo ra một cái điều kiện sống mà đối với Absalom là một ngã, là bức bối, cảm thấy giống như là mình bị đối xử không công bằng, và bắt đầu trở nên tổn thương và cay đắng chính cha ruột của mình là David. Lẽ ra phải biết ơn, bởi vì cha mình đã tha cho mình cái tội tày trời đó, đúng không? Đúng ra là phải bị xử phạt nặng nề, nhưng mà cha đã tha. Nhưng mà Absalom đã không biết điều, bởi cái lòng kiêu ngạo, bởi cái tôi quá lớn, cứ tiếp tục ấp ủ cái sự cay đắng. Và bây giờ là cay đắng chính cha ruột của mình, chỉ vì cha ruột của mình đã không làm theo cái điều mà mình thật sự muốn. Và cuối cùng cái sự cay đắng đó nó cứ lớn dần lên, trở thành một âm mưu phản loạn cướp ngôi của cha. Và cho đến một lúc dưới sự hậu thuẫn của ma quỷ, thì Absalom đã kéo theo được một số khá đông những kẻ phản loạn chạy theo mình, và cuối cùng đã khiến cho David cùng với các triều thần thân cận phải chấp nhận rời đi để chạy trốn để giữ toàn mạng, bởi vì lúc đó phe của Absalom càng ngày càng lớn mạnh. Tôi sẽ không có thể kể nhiều chi tiết được, có rất nhiều chi tiết, nhưng có thể chỉ nói những điều căn bản mà thôi. Và chúng ta thấy thậm chí Absalom đã hãm hiếp những cung phi, tức là những người vợ mà vua cha David đã để lại. Và đó là một cách để làm sỉ nhục cha của mình, để thỏa mãn cái lòng cay đắng, căng lều ra, và đã làm điều đó. Và tất cả mọi người dân đều biết rằng Absalom đang làm cái điều đồi bại đó ở trong cái lều trại mà ông ta căng ra, và rồi tìm mọi cách
để truy sát, để giết cha của mình và giết tất cả những người cộng sự, những triều thần tâm phúc của cha mình. Nhưng điều đó có thành công không? Không. Đức Chúa Trời đã không để cho điều đó xảy ra. Và cuối cùng chính Absalom là người đã chết, phải không? À, đã bị vướng cái đầu lên trên một cái cành cây, và cuối cùng là đã bị Joab là tổng tư lệnh lúc bấy giờ chỉ huy những người lính, những người trai tráng khỏe mạnh xông vào và giết chết. Đó là cái kết đắng của một con người đầy dây sự cay đắng và trong tâm lòng. Anh chị thấy chưa? Một con người mà đã trở nên xấu xa độc ác vì chính sự cay đắng ở trong lòng của mình. Hãy cẩn thận thưa anh chị em. Có thể trước đây anh chị em là những con người có những biểu hiện rất tốt, nhưng nếu anh chị em không cẩn thận mà để cho sự cay đắng len lỏi vào trong tấm lòng của mình và trở thành rễ đắng ở đó, thì hoàn toàn có thể là một ngày nào đó anh chị em sẽ trở thành những con người rất xấu xa, rất độc ác. Và tôi không muốn anh chị em trở thành như thế. Đồng ý không? Đồng ý. Ok. Rồi Cain cay đắng Abel, chuyện đó mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đúng không? À, tổn thương, cay đắng và kết cục là đã giết chết chính đứa em ruột của mình và cuối cùng phải nhận lấy hình phạt của Đức Chúa Trời. Đó là một cái kết đắng. À, cách đây một hai hôm thì tôi lại ngồi ăn trưa và xem những cái vụ án được tái dựng lại, à, những cái vụ án mà người ta đã tái dựng lại một cách rất sống động. Anh chị sẽ không thể tưởng tượng được điều này đâu, bởi vì tôi cũng lần đầu tiên chứng kiến một vụ án như thế. Chúng tôi xem rất là rõ ràng là người cha và cả người phụ nữ đó đều là những người rất tốt luôn. Người phụ nữ này đã cưa mang con bé này và yêu thương nó và đối xử công bằng với nó, không hề xử ép nó, không có giống như là mẹ của cá, không hề, yêu thương nó luôn, dạy dỗ đàng hoàng, cho ăn uống đàng hoàng luôn. Và người cha cũng vậy, người cha thì đi công tác xa, lâu lâu mới về lần, nhưng mỗi lần về thì không hề bày tỏ một cái điều gì mà gọi là ác nghiệt đối với đứa con riêng của mình cả. Thật ra là luôn luôn muốn đối xử một cách công bằng. Có những lần mà hai đứa tranh chấp với nhau thì tôi thấy cách hành xử của gia đình này thật là tuyệt vời, họ là những người có giáo dục. Người cha mới nói rằng bây giờ em hãy gọi các con đến đây, và sau đó gọi các con tới, và sau đó người cha mới ôn tồn hỏi đứa này hỏi đứa kia, rồi sau đó có phân xử một cách rất là công bằng và không có bên đứa nào cả, và nói là con ơi con hãy nhớ nhường nhịn em con một chút nha, rồi nói còn con đừng có ăn hiếp chị nha. Vậy rất là rõ ràng vậy luôn á. Và tôi thấy là không có cái gì đáng trách ở nơi người cha người mẹ này cả. Nhưng mà cái con bé chị đó, con bé là con riêng của người cha đó, thì nó cứ suy nghĩ ở trong lòng rằng cái con em là ức hiếp nó. Mà trong sự thật thì cũng đúng vậy. Cái con em có cái kiểu mà lớn nước, có cha mẹ thì không ủng hộ điều đó, nhưng cái con em đó nó có lớn nước rồi. Thế là có một sự tổn thương cay đắng ở trong lòng của con bé khoảng 9 tuổi này, mà nó đã ấp ủ điều đó cho đến một hôm có một giọt nước tràn ly khi mà cha mẹ đều vắng nhà hết. Hai đứa chơi với nhau thì lúc đó lại nảy sinh xô xát vì con em nó lại cà khịa. Thì lúc đó nó còn nói vậy: à, chị là cái đứa không có mẹ. Và đó là cái giọt nước tràn ly khi con này nó nghe nó không có mẹ, nó điên lên. Sự cay đắng đó đến mức tột độ luôn, mà trở thành một sự phẫn nộ khủng khiếp, sự căm ghét hận thù. Nó cầm cái cục đá cục gạch, nó đập liên tục, nó đập nó không còn biết cái gì nữa, nó đập mà máu dán tùm lưng tà la hết. Và khi nó nhận ra là đứa em nó chết thì nó rất là bình tĩnh và lạnh lùng, nó kéo cái xác nó quăng xuống dưới ao để nó phi tang. Và cuối cùng ra tòa, lần đầu tiên tôi thấy một đứa bé khoảng 9 tuổi phải đứng trước vành móng ngựa, và cuối cùng nó bị xử 9 năm tù. Tôi đã không biết điều này, tôi cứ nghĩ là mấy đứa bé như vậy sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm về điều đó, có lẽ là cha mẹ phải chịu. Nhưng rõ ràng phiên tòa này đã xử đứa bé gái đó 9 năm tù, và cái người mẹ, tức là cái người mẹ không phải là mẹ ruột đó, là người vợ sau của cha đó, là khóc ngất luôn. Và chính người mẹ đó xin tòa là giảm án hoặc là tha cho nó, bởi vì nó còn quá nhỏ. Và tôi thấy cái người phụ nữ đó thật là tốt bụng, và cô ta đã xỉu lên xỉu xuống khi mà cái bé gái đó bị công an dẫn đi. Con ruột của ta chết. Nếu mà như người khác thì chắc sẽ rất là căm ghét, tử hình con đi, hoặc là mình sẽ nhào tới muốn giết. Mà tôi thấy người phụ nữ thì thật tốt bụng, con ruột mình chết, nhưng mà cô ta vẫn yêu thương cái đứa con riêng của chồng mình. Câu chuyện là như vậy anh chị, anh chị thấy chứ, nó phải chỉ người lớn đâu, một đứa bé thôi mà khi nó để cho sự cay đắng
ngự trị ở trong nó. Khi sự cay đắng càng ngày càng lớn dần lên thì nó đã trở thành một kẻ giết người. Tôi xem mà nước mắt tôi cứ chảy ra. Nếu chúng ta không chịu lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không thực thi lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những con người xấu xa và độc ác. Tôi mong rằng tôi và anh chị em sẽ không bao giờ trở thành những con người như vậy. Bởi vì chúng ta tuyệt đối đoạn tuyệt với sự cay đắng. Chúng ta khứ lượng sự cay đắng. Amen của anh chị. Chúng ta đuổi sự cay đắng. Tất cả những cái gì, những mầm mống gì của sự cay đắng phải bị đuổi ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta không có phần gì với nó cả. Amen. Amen. Và cái kết án thứ năm, sứ đồ Phao-lô biết rõ rằng sự cay đắng có thể khiến các mối quan hệ tốt đẹp bị đổ vỡ. Đúng vậy không anh chị? Sự cay đắng có thể khiến các mối quan hệ tốt đẹp bị đổ vỡ. Chúng ta đã từng chứng kiến điều đó ngay trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta chứng kiến điều đó trong các mối quan hệ của chúng ta. Đã có những mối quan hệ rất tốt đẹp, nó đã từng rất tốt đẹp, nhưng chỉ vì sự cay đắng trong lòng của ai đó mà cuối cùng mối quan hệ đó đã bị đổ vỡ một cách tức tưởi. Tôi hỏi anh chị em một câu, điều đó có đáng không? Không. Có nên như vậy không? Hoàn toàn không. Anh chị em có biết rằng sức mạnh trong vương quốc của Đức Chúa Trời, một trong những cái cách để làm nên sức mạnh trong vương quốc của Đức Chúa Trời, đó là những mối quan hệ tốt đẹp. Đó là tinh thần hiệp nhất ở trong các mối quan hệ tốt đẹp. Anh chị có biết điều đó không? Nếu anh chị chưa biết thì hôm nay anh chị biết điều đó. Và hãy cẩn thận với sự cay đắng. Ở trong hội thánh của chúng ta, chúng ta đang có những mối quan hệ tốt đẹp như thế nào? Mối quan hệ tốt đẹp giữa mục sư và tín hữu, mối quan hệ tốt đẹp giữa tín hữu và tín hữu, hoặc là mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong mỗi gia đình trong hội thánh của chúng ta. Anh chị em ơi, hãy trân trọng từng mối quan hệ đó và đừng để cho những mối quan hệ đó bị đổ vỡ một cách tức tưởi. Tôi luôn dùng cái từ là tức tưởi, bởi vì đối với tôi nó thật sự rất tức tưởi, vì tôi yêu từng con người trong một mối quan hệ đó. Tôi thương họ, tôi thậm chí có thể đổ cả mạng sống ra để làm điều gì đó tốt đẹp cho họ. Nhưng đáng tiếc là họ không hiểu điều đó. Họ chọn những lời lừa dối của Satan hơn là chọn những lời yêu thương phản kháng của Đức Chúa Trời. Và họ đã bị Satan lừa dối để rồi cuối cùng chính họ đành đoạn phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp. Và nếu như sau khi họ phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp đó mà cuộc đời họ được tốt đẹp thì cũng không có gì để nói. Điều đáng nói là sau khi họ phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp đó, đời sống của họ càng ngày càng chuyển biến theo một chiều hướng không tốt đẹp chút nào. Cả về tâm linh, cả về tâm hồn, lẫn thể xác, về cả những công việc mà họ đang làm. Tôi mong rằng tất cả những ai đang vướng vào điều này sẽ thức tỉnh trước khi là quá muộn. Amen. Cái kết đắng thứ sáu mà sứ đồ Phao-lô biết rất rõ, đó là sự cay đắng có thể khiến chúng ta tự tử. Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng sự cay đắng có thể khiến chúng ta tự tử không? Hãy mở với tôi lên phần kinh thánh này, Sa-mu-ên thứ nhì chương 17 câu 23. Khi A-hi-tô-phe thấy người ta không làm theo kế hoạch của mình, thì thắng lừa lên đường trở về nhà ở trong thành của mình. Sau khi sắp xếp việc nhà xong, ông treo cổ tự tử. Người ta chôn ông trong mộ của cha ông. Lý do tại sao mà Ahitophe tự tử? Tôi nói sơ qua như thế này. Ahitophe vốn là quân sư của vua cha David. Nhưng khi Absalom giấy loạn thì bằng cách nào đó Ahitophe cũng trở thành một kẻ phản loạn và chạy theo ông con là Absalom và phò tá Absalom trở thành quân sư của Absalom. Ahitophe là một người nổi tiếng là khôn ngoan, mưu lược. Ông ta mà cố vấn thì đem lại nhiều sự thành công cho David. Thì bây giờ ông ta chuyển qua để phò tá Absalom. Và đây là mối lo ngại rất lớn của vua cha David. Và David đã có một kế hoạch, đã cài cắm Husai là một người bạn của David để ở lại và giả vờ như là theo phe của Absalom để ông ta có mặt ở trong những cái cuộc họp mà Absalom tổ chức, để từ đó mới biết được cái kế hoạch
của Absalom vân vân, để từ đó có cái những cái việc như là tình báo này nọ vân vân đủ thứ. Từ ngày xưa chúng ta đã biết là có công việc tình báo rồi, phải không? Và một hôm thì Ahithophe đã đưa ra một cái kế hoạch mà nếu như kế hoạch đã được thực hiện thì David gần như chết chắc. Và bây giờ Hushai đã tỏ ra hiệu quả và Đức Chúa Trời đã dùng Hushai để đưa ra một kế hoạch khác, và đây là công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dùng những cái lời nói, những cái kế hoạch của Hushai để khiến cho người ta không còn chọn cái sự tư vấn, cái kế hoạch của Ahithophe nữa, và người ta chọn cái cách của Hushai. Và thật ra cách đó là cách để Hushai bảo vệ chủ tướng của mình. Và khi Ahithophe thấy Absalom không chọn giải pháp của mình mà lại chọn giải pháp của Hushai, ông ta có sự tổn thương và dẫn đến cay đắng. Tất nhiên Kinh Thánh đã không nói về hai từ tổn thương và cay đắng ở đây, nhưng tôi tin rằng tôi có quyền để suy luận một cách hợp lý dựa trên những cái tình tiết của Kinh Thánh. Ông ta là một người đầy tự hào bấy lâu nay và được mọi người trọng vọng, kể cả người đứng đầu của đất nước là vua cha David trọng vọng, nhưng bây giờ ông ta đã không còn được tôn trọng như ngày xưa nữa. Nó giống như trường hợp của Saul và David, đúng không? Tự nhiên một cái thằng mới xuất hiện bây giờ nó được coi trọng hơn mình, người ta chọn kế hoạch của nó thay vì kế hoạch của mình. Và trong lòng của Ahithophe, tôi tin chắc rằng đầy dễ sự tổn thương và cay đắng, và cuối cùng ông ta đã chọn tự tử. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng cái kết đắng thứ sáu hoàn toàn có thể xảy ra với chúng ta nếu như chúng ta cứ nuôi sự cay đắng ở trong tấm lòng của mình. Hãy rất cẩn thận về điều này. Và nhắc lại với anh chị em một lần nữa, sự tự tử là cái điều ngu dại nhất. Tại sao? Tại vì dù bạn phạm bất cứ sai lầm nào mà bạn còn sống thì bạn vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu bạn tự tử là bạn không còn cơ hội, bạn tự tước đoạt tất cả những cơ hội còn lại của mình. Đúng vậy không anh chị em? Hãy nói với người bên cạnh, đừng dại dột mà tự tử nghe. Đừng dại dột mà tự tử nhớ nha. Và cái kết đắng cuối cùng, kết đắng thứ bảy mà sứ đồ Phao-lô biết rất rõ, sự cay đắng có thể khiến chúng ta đánh mất tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban cho. Ở trong Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 21 đến câu 35 kể một câu chuyện ẩn dụ về một đầy tớ không tha thứ. Anh chị còn nhớ câu chuyện đó không? Tôi tóm tắt luôn vì chúng ta không đủ thời giờ để mở ra. Người đầy tớ đó đã nợ vua bao nhiêu ta lận? 1,000 ta lận, phải vậy không? 10,000 ta lận là một số tiền rất là khủng khiếp, nó là nhiều tỷ đô la nếu tính theo thời giá hiện nay. Và bởi vì người đầy tớ đã năn nỉ tới cái kỳ trả nợ mà không có khả năng để trả, người đầy tớ đã năn nỉ và đức vua đã động lòng thương xót và đã tha luôn anh nợ, không phải trả nợ. Những chuyện gì đã xảy ra? Trên đường trở về nhà, anh ta nhìn thấy cũng là một người bạn tôi tớ của mình, là người chỉ mắc nợ mình 100 denier, là số tiền cực kỳ nhỏ so với 1,000 ta lận. Và anh ta bắt người kia trả nợ mà người kia không có khả năng trả nợ và xin anh ta hoãn cho mình để rồi mình có cơ hội trả nợ, nhưng mà anh ta nhất quyết không tha và bóp cổ và đem bắt bỏ tù cái người bạn đầy tớ đó. Câu chuyện đến tai của đức vua và đức vua đang nổi giận và ra lệnh tống giam cái kẻ gian ác này vào ngục tối, và cho đến ngày đã hết nợ. Mà anh chị có biết không, đã tống giam vào ngục tối thì lấy gì mà đã hết nợ? Lúc mà tự do đó còn không có khả năng trả nợ, giờ tống giam vào sao đã hết nợ được? Có nghĩa là mãi mãi bị giam vào đó. Đấy là có chuyện ẩn dụ. Và ở phần kết Chúa đã nói là nếu các con không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì Cha trên trời cũng không tha lỗi cho các con. Đó là một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng, rất nghiêm khắc. Đừng giỡn mặt với Đức Chúa Trời. Tôi tuyệt đối không dám giỡn mặt với Đức Chúa Trời. Sự không tha thứ đó bắt nguồn từ đâu? Nó có một số nguyên nhân khác nhau, và một trong những nguyên nhân đó là sự cay đắng ở trong lòng của chúng ta. Rất nhiều người ngày hôm nay không thể sẵn sàng tha thứ cho người khác bởi vì sự cay đắng đang ngự trị, đang bám rễ ở trong tấm lòng của họ. Và đó là lý do vì sao họ đã không chịu tha thứ cho người khác. Cho tới ngày nào mà sự cay đắng còn ở đó trong tấm lòng của họ thì ngày đó họ không thể tha thứ cho người khác được. Như vậy thì cái cách để chúng ta có thể
thể tha thứ là chúng ta phải lập tức loại bỏ cho bằng được sự cay đắng đó ra khỏi tấm lòng của chúng ta trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Hãy mở với tôi đi, thư Hebrew chương 12 câu 14, 15 là phần kinh thánh mà chúng ta đã mở ra đó. Hãy mở lại, tôi sẽ đọc câu 15. Hãy cẩn trọng kẻo ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo để đắng đâm ra gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. Hãy để ý cụm từ kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Chúa có phải một sự ban cho rất quý giá không anh chị em? Amen. Có phải không? Rất quý giá, và chúng ta không thể dùng tiền bạc vật chất để mua được ân điển này. Nó rất quý giá, nhưng mà kể cả ân điển quý giá đó hoàn toàn có thể bị đánh mất nếu như chúng ta giữ sự cay đắng ở trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta có một cái rễ đắng, hoặc thậm chí cả một bộ rễ đắng ở trong lòng của chúng ta, tôi sẽ nói những điều rất thực tế. Khi bạn cay đắng trong lòng, bạn mất ăn, bạn mất ngủ. Khi bạn cay đắng trong lòng, bạn mất đi sự bình an. Khi bạn cay đắng trong lòng, bạn mất đi nhân cách tốt đẹp của mình. Khi bạn cay đắng trong lòng, bạn sẽ mất cả tiền bạc, mất cả công việc, mất rất nhiều thứ, và thậm chí mất cả mạng luôn. Tôi nói điều đó thực tế hay không thực tế? Thực tế. Mình cay đắng, mình bước vào cái công ty mình làm việc, cái mặt của mình lúc nào cũng chầm chầm hết. Thì thử hỏi chủ của mình có vui không? Sếp mình vui không? Không. Nó sẽ rất dễ gây xung đột đúng không? Sẽ rất dễ có xung đột xảy ra giữa mình với sếp, giữa mình với lại những người cùng làm việc vân vân. Và cái chuyện mà mình bị đuổi việc, và cái chuyện hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu mình cứ cái mặt chầm chầm như vậy, và cái thái độ như vậy. Đúng không anh chị em? Mà khi đã cay đắng rồi thì có tư tưởng sáng tạo không? Có không? Vì đâu làm việc hiệu quả đâu, đúng không? Cay đắng rồi bệnh, thậm chí là phải suy nghĩ dài hạn nữa, thì rõ ràng thiệt hại cho công ty, đúng không anh chị em? Rất nhiều thứ đó. Rồi khi mình cay đắng, mình thật sự tập trung khi lái xe không? Có không anh chị em? Tại sao tập trung? Tại lúc đó thấy cái mặt ghét, vừa lái xe mà trong cái đầu của mình đó, lúc nào cũng hiện ra cái gương mặt thấy ghét của cái ông đó, của cái bà đó. Mình nhớ lại những cái lời nói của ai đó vang vọng bên tai, xong ông như nghe rầm rồi. Thôi rồi lượt ớt, chú đồng chí nhỏ, một dòng máu tươi. Tôi nói như điều đó thực tế phải không? Như vậy thì sự cay đắng có thể khiến chúng ta đánh mất tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban cho. Vì sự cay đắng mà có thể những cuộc hôn nhân sẽ bị đổ vỡ một cách tức tưởi, đúng không? Lẽ ra họ có thể sống hạnh phúc bên nhau, nhưng cuối cùng đổ vỡ. Vì sự cay đắng, có ai đó thậm chí có thể mất cả chức vụ của mình. Vì sự cay đắng, có ai đó có thể mất đi tiền bạc của mình, mất đi công việc của mình. Có ai đó mất đi những mối quan hệ tốt đẹp. Vì sự cay đắng, có ai đó thậm chí có thể bị mất mặt. Chúng ta sẽ mất, lần lượt mất, cho đến khi ta mất tất cả. Nói với anh chị em là nếu không dừng lại, một ngày nào đó, chúng ta sẽ mất tất cả. Và Chúa không muốn chúng ta rơi vào trong tình trạng bi thảm như vậy. Chúa muốn chúng ta là những con người sống trong sự bình an, những con người sống trong sự vui mừng, những con người đứng vững trong đức tin, những con người tràn đầy phước hạnh của Chúa, những con người tràn đầy năng lượng của Chúa, những con người tràn đầy sức mạnh của Chúa, những con người đầy ắp những sự khôn ngoan, những ý tưởng khôn ngoan của Chúa, những con người kinh nghiệm sự thành công và đắc thắng một cách rất dễ dàng ngay trong cuộc đời thực tế này. Amen mọi chị. Amen. Tôi ước ao rằng tôi và anh chị em sẽ không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Hãy nhớ lại bài học hôm nay, sự cay đắng và những cái chết đắng, để nó trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi đời sống chúng ta, để chúng ta sẽ không chuốc lấy bất kỳ một cái kết đắng nào trong số 7 cái kết đắng mà tôi đã đưa ra hôm nay. Tôi ước ao mỗi một đời sống chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự ngọt ngào trong mối tương giao với Chúa, và chúng ta kinh nghiệm được sự ngọt ngào trong mối quan hệ với nhau. Một lần nữa phải nhắc anh chị em điều này: sự tổn thương và cay đắng có thể đến với tâm hồn chúng ta bất cứ lúc nào ở trong một ngày mà chúng ta sống trên đất, vì rất nhiều lý do, từ những lý do lớn cho đến những lý do nhỏ và bé bé xinh xinh,
từ những cái hành động rất xấu xa gian ác của ai đó, cho đến những lời nói hoàn toàn vô hại của ai đó, và thậm chí cho đến những lời nói trong tình yêu thương thẳng thắn của ai đó, đều có thể làm chúng ta bị tổn thương và trở nên cay đắng. Tôi không cần biết ai đó đã làm gì, tôi không cần biết là lý do gì, nhưng tôi nói với anh chị em rằng đừng để cho bất cứ một điều gì, bất cứ ai khiến chúng ta trở nên cay đắng. Ngay khi cái mùi của sự cay đắng nó bắt đầu phản phất, chúng ta có thể nghe được nó, thì chúng ta hãy lập tức nhân danh Chúa Giêsu Christ công bố khước từ nó, khước từ từ cái linh của sự cay đắng, cho đến từng cái tư tưởng cay đắng, cho đến từng cảm xúc cay đắng, từng mầm móng dù là rất nhỏ của sự cay đắng, hãy khước từ hết trong danh Chúa Giêsu Christ. Hãy đảm bảo là tôi khước những thứ đó ra khỏi đời sống của chúng ta, ra khỏi trí của chúng ta, ra khỏi lòng chúng ta, ra khỏi thân thể của chúng ta, để chúng ta có thể thật sự bước đi trong sự tự do của Chúa, và chúng ta có cơ hội cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen. Nguyện lời của Chúa sẽ đem đến ích lợi thật sự cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và cầu nguyện để đáp ứng với lời của Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.